Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Họ chỉ có duy nhất đó là một kill mà thôi, và bây giờ thì Bi Béo tiếp tục xây một pass play control là cực kỳ tốt tới từ vị trí của Bi Béo, xong làm Nghệ An dừng lại ở top 14. Marty móc đằng sau lưng, knock out là tốt, confirm kill là nhanh. Và giờ thì đội hình của Unicorn Play Game chỉ còn lại một mình Marty có quay mà thôi. Giờ thì còn lại cả VDT, nhưng tiếp tục là nằm xuống tới họng súng của Marty. Confirm nào. Bây giờ thì Foreman đang bị ép lên, họ chỉ còn lại hai người thôi. Đây là vị trí của Duy Phúc, và ngay sau đó một tình huống táp tốt. Các thành viên của X-Law đang lên tiếng, và cả Maugi nữa. Park Ma có vẻ như đã lộ rồi, cần phải nhanh hơn tới từ Gà Con. Và đây là quả nét của Park Ma. Gà Con ném nét là quá chính xác vào vị trí của Park Ma. Foreman Invasion dừng lại ở top 9. Rõ ràng ở top 1 thì tôi chưa dám nói với Maugi, bởi vì phía trước mắt của họ sẽ còn đó là Unicorn Esports cũng như là Division X. Gearbox đang ở đây rồi, nhưng mà Gà Con đã bị headshot, và đó là tướng confirm kill của GN. Top 1 server ngay sau đó bị hạ gục bởi YS, và Maugi Esports dừng lại ở top thứ 5. Và với cái góc chạy này thì bây giờ đội hình của Paradise, góc đứng của Sinfi là rất nguy hiểm, và đây là mạng dành cho Sinfi. Long Ca là người lấy info. Bây giờ Division X họ đã biết đối phương ở đâu rồi. Một cần một xa, quả nét ra ngay vì như Sinfi. Những khuôn mặt điển trai, Unicorn Esports, Liquidin hạ gục JN và Marus là người confirm. Trong khi đó thì 19sense đã bị hạ gục bởi Sinfi rồi. Có vẻ như Paradise họ đang tranh thủ tình hình để có thể gạt dò đi các thành viên ở Division X. Nhưng Gearbox đã phải dừng lại ở top 4 khi mà YS bị đốt ở ngoài khu vực Blue Zone. Và bây giờ thì 19sense không được cứu lại, và thậm chí Fergus cũng mất đi, chỉ còn lại một mình Sapo thôi. Sinfi đang táp rỉa và confirm kill mạng của bên phía Division X. Quá dễ dàng, 6 kill đã dành cho bên phía Paradise An Phát Esports rồi. Sapo đã chủ động hầu lại. Và bây giờ thì đến lượt các thành viên bên phía của Paradise. Godney đã phi chiếc xe của mình lên. Bắt đầu có nét được dã ra vào vòng bo này, thì các thành viên bên phía Unicorn Esports vẫn đang là những người có nhiều lợi thế nhất. Sapo cuối cùng cũng đã nằm, và đó là 7 điểm hạ gục dành cho Paradise Fast Esports. Và bây giờ thì Godney cũng sẽ phải có tượng confirm. Ngay sau đó quả flash pop ra, nhưng mà bam là người knock out đi xin phi trước, và chỉ còn lại một mình đó là một Godney thôi. Godney đã bị ép lên từ hai hướng, quá là vất vả khó khăn. Và xin chúc mừng Unicorn Esports đã mang về top 1 8 kill trong game thi đấu này.